Bản thân hôm nay tôi chia sẻ bạn chủ đề sống trong hiện tại là một nghệ thuật sống thành công, mà thực phải bạn nghĩa là người ta nói rằng thành công là một hành trình chứ không phải một điểm đến. Nhiều khi chúng ta ngộ nhận rằng phải tập trung nỗ lực quyết liệt để đi đến cái đích thành công, nhưng thực tế những chuyên gia tâm lý học, những người thành công khuyên hãy tận hưởng những gì trong hiện tại, hạnh phúc những gì trong hiện tại thì chúng ta mới đủ nghị lực, mới đủ sức để tiến vào tương lai. Cái hãy lưu điều này và hãy sống trong thực tại. Thì cuộc sống là một hành trình đầy màu sắc với những thăng trầm hỷ nộ ái ố. Giữa dòng chảy hối hả, con người thường bị cuốn hút theo những lo toan về quá khứ, những muộn phiền về tương lai, vô tình quên mất giá trị của hiện tại. Sống trong hiện tại là một nghệ thuật sống thành công. Sống trong hiện tại là gì? Đơn giản là tập trung toàn bộ tâm trí và cảm xúc vào khoảnh khắc hiện tại, trân trọng từng nhịp thở, từng bước chân trên hành trình cuộc đời, thay vì chìm đắm trong những ký ức huy hoàng hay lo lắng những điều chưa biết. Hãy mở rộng trái tim và tâm hồn để đón nhận những điều đang xảy ra. Đó, thì các bạn lưu ý là sống trong hiện tại là thế. Nghĩa là hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Các bạn lưu ý điều này. Tại sao sống trong hiện tại lại giúp ta thành công, tăng cường sự tập trung và hiệu quả công việc? Khi tâm trí không bị phân tán bởi những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ hay tương lai, ta sẽ dễ dàng tập trung vào công việc hiện tại, nâng cao hiệu quả và đạt được thành công cao hơn. Giảm chết và lo toan về quá khứ hay muộn phiền về tương lai chỉ khiến ta thêm áp lực và stress. Sống trong hiện tại giúp ta giải tỏa những gánh nặng tinh thần, có được sự bình an và an nhiên trong tâm hồn, tăng cường sự sáng tạo và tư duy tích cực. Khi tập trung vào hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra cơ hội mới, những ý tưởng sáng tạo và giải pháp hiệu quả cho mọi vấn đề. Thưởng thức trọn vẹn cuộc sống, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều là duy nhất và quý giá. Sống trong hiện tại giúp ta trân trọng từng giây phút, tận hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc ngay lúc này. Ví dụ những người thành công sống nhờ hiện tại, thí dụ như nhà sư Thích Nhất Hạnh, vị thiền sư nổi tiếng với triết lý vị thiền sư nổi tiếng triết lý sống trong hiện tại đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới nhờ luôn trân trọng từng khoảnh khắc nhà sư đã đạt được sự an nhiên, thanh thản và lan tỏa niềm hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Hồi nhỏ bà bị lạm dụng tình dục, bà bị quấy rồi lạm dụng tình dục, bạo hành, rồi bà sinh con trong lúc mà sinh con trong lúc mới 13 tuổi thôi, và con bà đã chết ngay lúc đó. Chẳng bao lâu thì con bà đã chết. Tuy nhiên bà luôn giữ cho mình thái độ tích cực và tập trung vào hiện tại. Nhờ vậy Oprah đã gặt hái nhiều thành công vang dội trong sự nghiệp và trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Làm thế nào để sống trong hiện tại? Luyện tập thiền là một phương pháp hiệu quả để rèn luyện tâm trí tập trung vào hiện tại. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thiền, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong cách nhìn nhận kể nghiệm cuộc sống. Tôi cũng đã học thiền Vipassana, và Vipassana thì nó đã là học 5 khóa và thường xuyên hành thiền. Những lúc bận thì thời gian ít, và tôi thường dạy sinh viên và những người khác nhà trong doanh nghiệp. Thì hãy nhớ ngồi thiền mỗi ngày sẽ giúp bạn kiểm soát tốt cảm xúc, bạn sẽ giữ được năng lượng và bạn nhìn cuộc sống nó một cách sáng suốt hơn, mà trí tuệ hơn, minh tuệ hơn. Thực hành chánh niệm, là một sự chú ý vào những gì đang diễn ra xung quanh một cách tỉnh táo và không phán xét. Hãy tập trung vào hơi thở, cảm nhận cơ thể và những âm thanh xung quanh để đưa tâm trí trở về với hiện tại, tận hưởng những điều họ nhỏ bé. Thay vì luôn hướng đến những mục tiêu to lớn, hãy dành thời gian để trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Một tách cà phê nóng hổi, một bông hoa xinh đẹp hay một nụ cười của trẻ thơ cũng có thể mang đến bạn niềm vui và hạnh phúc. Buông bỏ quá khứ và tương lai. Quá khứ đã qua và tương lai chưa đến. Chỉ có hiện tại là thời điểm ta có thể nắm bắt và thay đổi. Hãy buông bỏ những hối tiếc về quá khứ và lo lắng về tương lai để tập trung vào hiện tại. Thì sống trong hiện tại không chỉ là một nghệ thuật sống mà còn là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc để tập trung vào hiện tại và bạn
sẽ nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất đẹp và rất ý nghĩa. Các bạn hãy lưu ý, hãy tập trung vào hiện tại. Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Các bạn hãy lưu ý điều này. Cảm ơn các bạn.